Chào các bạn. Hôm nay đến thăm nhà vườn Mộc Gia, thấy cây khế quá sai quả, chia sẻ cùng các bạn. Quá sai quả các bạn. Toàn quả là quả siêu quả. Cho mà thấy những chùm quả. Kinh khủng, toàn quả là quả đấy các bạn này. Cái này là khế chua khế ngọt đây chú ơi. Khế chua. Khế chua. Đây là cái khế chua đây mà sai quả như thế này. Cây này thì bao nhiêu tiền cái cây này? 2,8 triệu. Đấy. Các bạn thấy cái khế chua bonsai. Đấy, cây cao chỉ tầm khoảng 6-70 phân thôi. Đấy. Mà tổng thể cây thì rất ấm. Quả thì siêu sai. Gốc bệ rất quái, rất đẹp. Rất độc đáo. Cây rất mềm. Các bạn thấy, cây rất mềm. Quả thì thôi rồi, các bạn nhìn. Quay từ dưới lên. Các bạn thấy toàn quả là quả đấy. Cây gia đình phải chống cái nhà vườn phải chống cái que lên để giữ cho cái cành nó chịu được, chứ không thì nó sẽ bị gãy cành. Quả nó rất sai. Tết này mà các bạn nào mà sở hữu được cây này về thì phần nó thực sự là đắc tài đắc lộc đấy. Gốc bệ các bạn nhìn rất tuyệt vời.
không phải tôi cả. Quất chu mới em lấy 200 bãi sau Tết đầu tiên ông kia cứ căng rồi bán 400-500, em bãi sau em xóa sổ 300 mét kể cả lãi 50 cũng bán. Bãi sau không nguồn cây nào đúng để thì chết. Các cố ăn tài đi đầu bố toàn tính 500-400 thì buồn chung vừa vì là nó bê mặn nhật thì nhà nó cao tầng nó không cứt to rồi. Thì cứ ghé hơi bằng cái gì là nó không có làm hết rồi mà. Tiếp theo là cây thứ hai. Các bạn thấy quả rất là rũ rĩ, rất là sai. Đúng là siêu quả. Rất độc đáo, gốc bẻ quái độc đáo lắm các bạn ạ. Cây rất sai quả và rất mềm. Thank you.
xếp mấy chú bao rồi. Nhà này nào xếp cao lên, cứ bàn lên. Buổi công an huyện chạy đắt cái nút bạch đằng thì đi từ bên xã dưới lên đi ra cái nút bạch đằng chạy xuyên ra cái bên kia. Thì tối rồi thì là giờ mà cô đang nhà thì nhà xe hạ vào là chết. Không xếp cao nó mất đấy. Cùng thuê cái thằng chuyên chở chấu kìa. Ở chỗ đoàn đập cũng có mấy thằng chuyên chở chấu đấy. Còn em mua thì không bằng em được, mấy em mua này thì bằng khá rồi, nó bán cho một anh thôi. Nếu một bác có xe đấy thì em cũng có bác sẵn hết. Em đi làm riêng mình mua hai xe đấy, nhưng có néo là người làm mấy trăm ngàn. Mình chạy vào tiếng người đâu có chú luôn, chết rồi. Chú lại chết rồi. Chết rồi. Bác sĩ đi mấy thằng tay kho cái xuống rồi đi anh đi mua chấu ngay trong bộ đồ hôm bé thì này là đi hàng phải hàn bốn cái màu sấy ấp đây ấp ngan đây hàn thêm bốn cái màu sấy nữa chết ngay còn tôi vào phần ấy thì nó là sao 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 các bạn nhìn đường thân có như kiểu là cái con rất lềm và rất đẹp. Quá sải quả. Nam Định thì nó rất ngọt hơn so với Nam Bộ trên đây. Thế thì đến thăm nhà vườn mộc ra, mình thấy có những cây khế chua bonsai rất là đẹp, rất siêu quả và gốc bệ rất quái rất đẹp. Tổng thể cây rất ấm. Mình cập nhật chia sẻ cùng các bạn. Thời gian cũng đã dài, video cũng đã dài. Thời gian này không cho phép, xin mình xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.